phiền chị cho tôi hỏi, ở nhà này con Hiền nó là cái gì? Thì con gái cưng của chị nó là dâu nhà này. Chị cũng đã nhận biết bao nhiêu là sinh lễ rồi, lý nào chị quên được chứ? Dâu sao? Chị nói một lời thiệt lòng chị đi, chị có coi con gái tôi là dâu chị không? Cô Như nhà chị có coi nó là chị dâu không? Cái đó thì phải hỏi con gái của chị chứ. Tuy trên danh phận là vậy, nhưng cảm tình tụi tôi đối với nó là bao nhiêu á thì đổi đãi tới đó thôi. Chuyện này chị cũng thắc mắc sao? Chị nói hay thiệt á. Tại sao chị không nghĩ tới lúc mà con gái chị cũng đi làm dâu thiên hạ, rồi cũng bị người ta đối xử như vậy thì sao? Má, má ơi, má ngồi xuống đi, con lại má mà má. Chị khéo giỡn thiệt á. Chị nhìn lại nhà chị với nhà tôi coi, hai mắt chị bị sao rồi? Một bên á gà vịt xấu xí, một bên á là thiên nga đẹp đẽ, sao so bì được chị? Được, tôi chấp nhận. Nhà tôi không giàu có bằng nhà chị xui, nhưng ít ra tôi cũng biết cách dạy con xử sự sao cho phải phép phải đạo, chứ không phải khoác lên mình nó bộ cánh đẹp đẽ mà lòng dạ như cú quạ vậy. Cái gì? Má, má coi đó, bà dám nói con cú quạ kìa. Chị nói ai vậy hả? Chị dám nói con tôi vậy hả? Chị coi lại con của chị đi, đã nghèo rớt mồng tơi mà còn bày đặt. Chắc kiếp trước á, thằng con trai tôi mắc nợ nó dữ lắm, nên kiếp này phải trả thôi. Chứ ở đó đũa móc mà đòi trèo mâm son. Mâm nhà chị son không ai bằng, nên mới có đứa không biết lớn biết nhỏ là gì kìa. Nếu muốn là mâm vàng thì phải vàng từ chén từ đũa, chứ ai lại để cái chén vừa dơ vừa mẻ lên cái mâm vàng hả chị? Vậy mà còn hơn nhà chị, nghèo từ cha nghèo đi, đến cái tâm sỉa răng mà còn rút chân nhang ra mà xài. Đũa móc mai phút mà gác được mâm son, ở đó mà chảnh chẹ. Có giỏi á, đi chỗ khác mà trèo đi. Đúng là không biết mắc cỡ mà. Đũa móc cũng có cái giá của nó, nghèo mà có lòng tự trọng còn hơn là nhiều kẻ liễn cái lòng tự trọng cho cá dồ ăn sạch. Chị, bà coi cả dòng họ của bà đi, có ai có chút của cải nào không? Đưa con gái về nhà chồng, chẳng được cái móng tay để hồng môn, ở đó mà lớn trọng hả? Đúng, con tôi là tài sản đó, đúng chứ. Bà nhìn không ra là tại vì bà chỉ biết nhìn người qua vỏ bọc thôi. Sao? Bà muốn nói mắt tôi đuôi chứ gì? Đuôi mới rước của nợ về nhà đó. Bà thấy không đào mỏ được nhà tôi nên tính quay qua trở mặt phải không? Chứ không phải cả nhà bà cầm trầu cao đi qua cầu cạnh xin rước con gái tôi về đó sao? Cái thứ này bà nói tôi cầu cạnh đòi rước hả? Chứ không phải con gái bà dùng mọi cách để dụ dỗ con trai tôi phải cưới sao? Má, sao má nói vậy hả má? Tôi nói vậy đó, bà không đúng sao? Má, con lại hai má, hai má thương con. Bà xui, bà là người lớn, bà phải ăn nói cho tử tế. Lâu nay tôi nghe con gái tôi làm dâu cơ cực, bị ức hiếp đủ điều, tôi không tin, nên hôm nay tôi mới quyết liều một phen tới đây để chứng kiến thực hư ra sao. Thì thiệt tình thiên hạ nói không sai mà. Con gái bà được làm ô xin trong nhà này, thiệt là phước đức đời nó rồi đó. Út Hiền, thu xếp đi về với má liền. Con đừng để người ta ý vào mà chà đạp lên nhân phẩm của mình. Mình phải có lòng tự trọng chứ con. Không má ơi, con là gái đã có chồng, thân phận trong nhà đục chịu, con xin má hãy về đi. Con má thương con, con xin má về đi má. Thank you.
này bà nói tôi cầu cảnh đòi rước hả? Chứ không phải con gái bà dùng mọi cách để dụ dỗ con trai tôi phải cưới sao? Con gái bà được làm ô xin trong nhà này thiệt là phước đức đời nó rồi đó. Ăn đi con, ăn má thương nè. Ngậm vô con, nuốt vô má thương nè. Ngoan, nuốt đi. Điện. Dạ. Ngoại nghe nói má Út Huyền vô bệnh viện rồi đó, con đã biết tin chưa? Má Út Huyền bị sao vậy ngoại? Con không biết gì hết trơn á. Nghe nói qua nhà xui gia nói chuyện gì đó rất là căng thẳng, đến đổi lớn tiếng xúc xỉn nhau. Rồi má Út Huyền xót vì chuyện con gái bị đày đọ, tính đòi con về, kế bị xui gia xua đuổi. Má Út Huyền ức cho nên lên cơn đau tim rồi ngất xỉu ở giữa đường đó. Con biết sẽ có ngày này mà. Sao nhà con hiền khổ dữ vậy trời? Ngoại nghe đầu đường cuối xóm ai cũng bàn ra tán vô cái vụ này hết á, nên ngoại mau mau chạy về cho con hay nè. Nín đi con. Ngoại coi cháu giùm con nha. Con chạy vô bệnh viện một chút. Nhà gì đâu mà ác từ má tới con gì không biết nữa. Cháu của cô nè. Có bà cưng con. Cưng mà con, cưng mà con. Đi lẹ đi con, dạ. Đi lẹ đi. Ôi, giỏi ngoan con, giỏi ngoan. Sao vậy hả? Bà làm cái giống gì vậy? Giống gì là giống gì? Bà đi ra ngoài kia kìa. Bà dính lỗ tai bà lên, bà nghe thiên hạ họ nói kìa. Không biết mắc cỡ xấu hổ gì hết á. Mắc gì tôi phải mắc cỡ? Mấy cái hạng người ngồi lê đôi mắt đó hả? Tôi không quan tâm. Vậy cũng đúng. Bà cao ngạo như vậy thì bà mà thèm quan tâm ai nói cái gì nữa? Ông mà biết cái gì? Ông tưởng tôi sung sướng lắm sao? Tối ngày ông chỉ lo cái bè cá, xong rồi rượu chè, nhậu nhẹt. Còn tôi... tôi phải làm trận vậy đó, để tôi bảo vệ thanh danh nhà này. Trong đó cũng có thanh danh của ông nữa chứ bộ. Cái gì? Bà đi hỏi cả làng cả xứ này coi. Cái nhà này có thanh danh không mà giữ? Thanh danh là cái chuyện bà chà đạp lên xui gia của bà đó hả? Bà chà đạp lên con dâu của bà đó hả? Bà muốn làm như vậy để nổi tiếng là danh giá đúng không? Tôi không quan tâm. Tôi lo cho con tôi. Tôi làm vậy cũng chỉ vì cái nhà này thôi. Cái tội quê mùa, tham của. Tưởng bước chân được vô cái nhà này hả? Rồi muốn làm gì làm sao? Đừng có ham. Bà tưởng bà danh giá so với người ta hả? Bà nghĩ lại coi. Bà cũng từ chân lắm tay bùng mà bà đi lên. Bà lên được cao hơn so với người ta thì bà có quyền chà đạp người ta sao? Sao tôi không có quyền? Ngay từ đầu tôi đã không muốn con trai tôi lấy cái thứ hạ cấp đó rồi. Bà gọi xui gia bà là cái thứ hạ cấp hả? Bà coi lại bà coi. Bà là cái thứ gì ghê gớm hả? Bà là cái thứ gì ghê gớm hơn xui gia? Nói cho bà biết, nói gì thì người ta cũng là thầy, là cô giáo so với bà đó. Ông muốn ám chỉ gì tôi đây? Ông nghe người ta nói ra, nói vô, rồi về ông la lối ôm sùm à? Rồi ông khinh thường tôi, ông binh thiên hạ phải không? Tôi không có binh ai hết. Tôi hiểu bà quá mà. Không lẽ bà không làm gì mà người ta phải vô nằm bệnh viện hả? Tôi với bà chỉ nói qua nói lại, rồi bà mới ra đường. Tự nhiên bà xỉu, liên quan gì tới tôi chứ? Tôi không có rảnh mà tôi ngồi tôi nói qua lại với bà cả ngày. Bà lo mà bà đi thăm chị xui đi. Muốn cái nhà này có thanh danh thì làm sao đừng để thiên hạ người ta khinh.
nợ chi ai giờ phải trả chỗ này. Trời, sao rồi? Má Hiền sao rồi? Nhỏ tiếng xíu đi, má tao vừa mới ngủ. Ủa mà, chuyện mới đây sao mày biết lẹ vậy? Ở ngoài người ta nói rần luôn kìa. Tao vừa nghe tin là chạy luôn tới. Má, bộ phải đi thăm bả thiệt hả? Không lẽ... Trời, có sập cái đùng xuống đây nè, bắt tao đi thăm con mẹ hả? Không có đâu. Giờ này nghỉ làm rồi, hay anh thấy số nhà mình, anh không nghe máy ta? Vẫn không nghe máy hả? Ừ. Cứ gọi thêm nhiều lần nữa đi, chuông reo suốt ruột rồi cũng phải nghe thôi. Em làm cái gì mà để cho người ta né em hoài vậy? Thì làm y chang chị chỉ đó. Mà không hiểu sao anh cứ lấy lý do này kia, không lần nào chịu gặp em hết trơn. Hay là tại nhan sắc của em không có hấp dẫn như chị? Của nhà em cũng không bằng của nhà chị. Bộ chị nghĩ ai cũng ham tiền hả? Nếu đúng vậy á, anh Hai đâu cưới bà Hiền. Ảnh thương ai á, anh thương thiệt tình à. Không có gì tiền bạc mà thay lòng đổi dạ anh được đâu. Thôi, nói chuyện với em cũng được gì hết trơn á. Chị đây á còn được anh Đông tới tận nơi đưa đón, đưa đi vô câu lạc bộ để giới thiệu. Còn em á, em có được ông Thiện cho một tí ti cơ hội nào không? Chị nói cũng phải. Giờ sao? Còn không biết xếp đồ chạy lên Sài Gòn đi. Tính để cho Châu mò về tận nhà để tìm cọc hả? Không có đâu cưng. Trời ơi, thời buổi này cọc đi tìm Châu mới là mua đen. Vậy hả? Vậy em xếp đồ đi liền hả? Ừ. Nghe chị nói sao lo quá. Ê, khoan khoan. Mà hồi nãy á, thấy ông già có vẻ dữ quá ha. Ba với anh Hai á, bị nhà bên đó bỏ bùa hay sao á, mà bên họ dữ vậy. Em cũng không hiểu luôn. Má làm căng vậy thôi, chứ bả mà có chuyện gì cũng sợ xanh mặt hả? Bởi vậy, cái tụi nghèo khổ mà chen chân vô được cái chỗ giàu sang, cứ tưởng là ngang bằng nhau cho nên lên mặt như vậy á. Đó, nên em với má mới bực. Ba với anh Hai bây giờ á, không coi lời má con em ra gì hết. Lúc nào cũng Út Hiền, Út Hiền. Làm gì cũng binh chậm chập. Nhưng mà nè, có vài miếng đất của nhà chị bỏ vô là nghe hết, phải không? Mình làm gì sai chứ? Tại bả muốn ăn thua đủ chứ bộ. Phải chi bà ít nói đi một chút thì êm rồi. Cái tụi nghèo mà làm phách này, nghĩ tức chết đi được. Nghĩ sao mà tôi phải đi thăm mẹ chứ? Mà cái ông già này không biết phân biệt phải trái gì hết á. Có giỏi thì đi luôn đi. Đừng có bước chân vô cái nhà này nữa.
phải về chứ. Tôi là người sống có tình có nghĩa mà. Ông nói đi, tôi sai cái gì? Cho tới giờ này bà vẫn chưa biết mình sai ở đâu. Có nói nhiều cũng vô ích thôi. Thì sao? Ông nói tôi sai, sai cái gì? Ông nói đi. Ông dậy. Dậy mà nói tôi nghe coi. Ông dậy nè. Bọn tưởng tôi sung sướng lắm hả? Mỗi ngày tôi nhìn mặt con dâu ông á, tôi nổi điên từng lúc đây nè. Ông có biết cảm giác của tôi không? Tại sao phải bận tâm với cái đám tụi đó hả? Tôi biết ông đâu có yêu thương gì tôi. Sao ông cứ để tôi đau lòng vậy chứ? Sao đâu, đưa cho má con. Má tự ăn được con. Mà Hiền à. Dạ. Bữa nay má khỏe nhiều rồi. Má con mình nói chuyện đàng hoàng đi con. Nè, con nghe má hỏi nè. Ở nhà đó con phải chịu nhiều cực khổ như vậy, sao con không nói cho má biết? Con không có cực khổ gì đâu má. Tại hôm qua con với cô Như có chút xích mích nên chuyện mới thành ra như vậy thôi. Má đừng nghĩ ngợi nhiều nữa mà. Xích mích lớn hay nhỏ mà nó đem cả nhà mình ra nó mắng vốn chứ. Bộ má không biết dạy con hay sao? Tới nữa phải để một đứa con nít dạy lại hả? Má, má nhỏ tiếng thôi, người ta nghe thấy kìa. Hiền, con gái là con của người ta. Má gả đi rồi cũng chỉ biết đứng nhìn con chịu khổ, chứ biết sao giờ. Thằng Đông thì đi miết, con ở nhà chịu cực khổ cũng không ai hay. Con chỉ cần anh Đông thương con là đủ. Má đừng có lo gì cho con hết. Con sẽ sống hạnh phúc mà. Con có biết má đau lòng lắm không? Sanh con ra má nâng niu từng cọng tóc, giờ thấy người ta đày đọa con, tránh sao cảm giác oán trách nhà người. Thôi mà má, con không sao thiệt, anh Đông sẽ đền bù cho con mà. Chào chị Xui. Dạ, anh Xui mới tới. Ba. Dạ, mời ba ngồi. Chị Xui đỡ chút nào chứ? Dạ, cảm ơn anh Xui, tôi đỡ nhiều rồi. Dạ. Nè, con đem ra rửa rồi gọt giùm ba nghe. Dạ. Hôm qua tôi có việc vắng nhà. Dạ. Về tới mới nghe được chuyện xảy ra. Dạ. Thiệt tôi không còn mặt mũi nào để nhìn chị Xui nữa. Anh Xui cũng không cần ái nái đâu. Lỗi cũng do tôi một phần. Vì quá thương con nên không kiềm chế bản thân nóng giận, nên mới xảy ra lời qua tiếng lại như vậy. Tôi biết. Ông Hiền về làm dâu nhà của tôi chịu cực nhiều, chị Xui đau lòng cũng là phải. Người nào làm cha làm mẹ là không muốn con mình hạnh phúc viên mãn như ý muốn.
Nhưng vì hạnh phúc của con mình mà chà đạp lên người khác thì cũng được sao anh Xui? Tôi cũng đau lòng dữ lắm. Út Hiền là đứa con dâu ngoan hiền, vợ tôi thiệt tình có đối xử với nó bất công. Nhưng chị Xui cứ yên tâm, tôi đã la bả với con Như một trận rồi, sau này chắc sẽ không xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa. Quan trọng nhất là giờ chị Xui phải giữ sức khỏe. Dạ, cảm ơn anh Xui nhiều. Dạ. Tôi đang tính hay là để con Hiền về nhà vài bữa. Nói như vậy tôi biết anh chị Xui sẽ không vừa ý. Nhưng được mà chị Xui, thằng Đông nó cũng về rồi, mà còn phải ở lại thành phố vì chưa được nghỉ phép về thăm gia đình. Để Út Hiền ở bên nhà chị đỡ, hồi nào chồng nó về sẽ qua rước. Dạ. Chị cũng phải có người chăm sóc chứ, chuyện hợp lý mà chị Xui. Dạ, vậy thì hay quá. Dạ, cảm ơn anh Xui nhiều. Dạ. Con ngủ rồi hả anh? Ừ. Trưa em có qua bệnh viện thăm má Út Hiền đó. Hôm nay má đã đỡ hơn rồi, đã ăn uống lại được rồi. Ừ. Trời ơi, cái ăn sao vợ? Ê, đi ăn miếng thịt nướng đi. Sao vậy? Bộ anh ta không tính nghỉ hay sao? Mà giờ này chưa chịu ra nữa. Mà cũng hết giờ làm việc rồi mà, tính trốn tôi hả? À cô ơi, cô đi đâu tôi chở cho. Tôi tính không có mắt đâu. Đi đâu? Tao đang đứng đây mà đi đâu là đi đâu? Vô duyên. Ông cũng dừng hơi quá ha. Không đâu đi mời cái ngữ tiểu thơ đi xe ôm. Thì tôi thấy tội nghiệp, cậu đứng chờ tôi hồi đầu giờ chiều tới giờ luôn á. Tụi nhỏ bây giờ hỗn hào, mà đáng tuổi cha chú nó, mà nó sạc vô mặt mình à. Nhìn mặt nó mà ông không biết sao? Ông bị vậy cũng vừa lắm mà. Một phần buồng trứng của chị đã có vấn đề, nên chúng tôi buộc phải cắt bỏ để không lây sang những phần khác. Vậy là tôi sẽ không có con được nữa hả bác sĩ? Mặc dù hơi khó khăn, nhưng khả năng có con là trên 50%, bởi vì một phần buồng trứng vẫn còn bình thường. Vậy hả bác sĩ? Trước đây em đã từng lầm lỡ bỏ một đứa con, bây giờ em thấy hối hận. Giá như hồi đó mình không bỏ con thì chắc trời không phạt mình như vậy. Chị nghĩ thông suốt một chút. Dù trong quá khứ có gì đi nữa thì cũng là chuyện đã qua rồi. Hãy trân trọng những gì đang có ở hiện tại, cố gắng bồi bổ sức khỏe để chuẩn bị cho tương lai chứ. Dạ, em thật lòng biết ơn bác sĩ rất nhiều. Em làm mất nhiều thời gian của bác sĩ quá. Thôi em xin phép về. Bác sĩ ngồi nghỉ đi, em thấy mệt lắm rồi đó. Nhưng mà không biết cô kêu ai à? Ông. Được rồi, ông chở tôi về cảng Sài Gòn.
Hết bao nhiêu tiền tôi trả. Quan trọng á không phải là tiền, mà cô coi lại thái độ của cô đi. Mở chút xíu tuổi đầu mạng nói sớt sượt, ông già cô không có dạy con phải không? Nhìn người cũng đâu đến nỗi nào đâu, mà đầu óc như trái nho vậy á. Ông là cái thá gì mà chửi tôi hả? Được lắm, ông ngon lắm. Tôi đi kiếm xe khác. Bộ tưởng xe ông là ngon á hả? Giờ sao nữa? Ủa cứ buồn bã là xách giỏ lên Sài Gòn hả? Sướng quá không có chuyện gì làm phải không? Em lên gặp anh Thiện. Rồi sao? Không có gặp được ảnh. Nếu gặp được thì sao? Rồi nửa đêm tính xách đồ về An Giang hả? Không có. Gặp rồi thì qua thăm anh hai nữa mà. Không gặp thì mới qua thăm tôi chứ gì. Thiệt tình. Trời ơi là trời. Bây giờ anh muốn đi lên vì em rồi nè. Khi không làm ba cái trò này chứ. Chị Mén nói á, nếu muốn có được anh Thiện phải chịu khó lên Sài Gòn như vậy đó. Rồi anh Thiện cảm động, anh nhớ, rồi anh mới quan tâm. Trời đất ơi, thiệt tình tôi sợ mấy người lắm rồi đó. Mấy cái chuyện động trời như vậy mà cũng nghĩ ra được nữa. Nè, em biết anh Thiện là người ra sao không? Tối ngày cứ sáp vô con trai người ta vậy. Quá lố rồi đó. Anh Thiện tính tình sao hả anh? Anh thích con gái cỡ nào? Anh hai nói em nghe đi. Anh ghét nhất là con gái. Tối ngày cứ đi theo trai như em vậy đó. Được chưa hả? Anh hai xạo em phải không? Anh nói thiệt 100% đó. Cho nên em làm ơn thôi giùm anh ba cái trò này một cái. Anh quá xấu hổ gì trước đây anh giới thiệu em với ảnh. Kìa anh hai. Thôi đi, về khách sạn mà lo nghỉ ngơi đi. Ngày mai lo về sớm, tôi áp giải cô về quê, không cho ở đây ngày nào nữa hết. Đi về nhanh. Về em ói á, hai anh em mình đi taxi về đi. Cái gì? Đi taxi hả? Em nghĩ sao? Từ đây về dưới quê mà đi taxi, em sang quá. Tiền làm ra rồi phí phạm vậy đó hả? Mắc ói, mệt, buồn buồn lên Sài Gòn chơi hoài, không thấy than. Nhà mình có nghèo khổ gì đâu, tối ngày anh keo kiệt vậy. Tiền làm ra không xài, chứ để làm cái gì? Đúng là tiền làm ra là để xài, nhưng mà xài những thứ đáng xài kia kìa. Nhà mình không nghèo, nhưng mà phải biết quý trọng đồng tiền. Em chưa có đi làm, cho nên chưa biết đồng tiền kiếm cực khổ ra sao đâu. Ở đó mà học đôi người ta. Nhưng em thấy chị Mén á, lần nào cũng đi taxi về tận nhà, có làm sao đâu. Một câu chị Mén, hai câu cũng chị Mén. Em coi á, qua nhà ông Thế Hào xin làm con ốm luôn đi, để ngày ngày hai chị em được ở chung, cùng chung chí hướng, đi săn con trai người ta. Em cũng muốn chị Mén về ở chung chứ bộ. Có người không chịu thôi. Săn con trai cũng đâu có sao. Mình thích thì mình phải kiếm mới có chứ bộ. Thiệt tình. Cái tư tưởng của em là cái tư tưởng quái đản gì vậy? Bây giờ có đi về không? Nếu muốn đi taxi á thì tự kiếm tiền đủ trả mà đi. Anh hai, em biết rồi. Em đi theo anh là được chứ gì. Anh hai, chờ em với anh hai. Con mời má. Ông ba mày á, ông là má sôi máu luôn vậy. Thôi mà. Bên nhà xui á, chầm chấp à. Mà ông nghĩ ra gia đình này á, đang bị xúc phạm sao? Thôi má, má đừng nóng, cứ kệ ba đi. Trời ơi, thương gì mấy cái thứ nghèo khổ đó không biết nữa. Mấy cái thứ đó đâu có mang lại lợi lộc gì cho mình đâu. Ừ, con nói đúng ý má đó. Thiệt chứ, sai lầm lớn nhất của má là để cho thằng Đông á, cưới con Hiền về. Không có được cái giống gì hết trơn á. Má, mấy cái chuyện này á, má nói nhỏ nhỏ thôi. Má nói lớn quá lỡ ai nghe thấy thì sao?
Người ta nghèo cái này nhưng mà giàu cái khác. Chị Tám à, chị muốn làm tôi tức chết. Chị mới vừa lòng hả dạ sao chị? Tức hoài mà vẫn tiếc thì không có chết được đâu. Thôi má, hơi sức đầu má nói chuyện với mấy người khùng khùng điên điên chỉ cho mệt vậy. Má nói chuyện với con nè. Khùng. 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 Ở đời ai biết ai khùng hơn ai. Trời ơi, không biết là ai khùng hơn ai, nhưng mà tôi biết là không ai khùng bằng bà rồi đó. Biết vậy á, hồi đó má nhất quyết không tán thành cho thằng Đông cưới con Hiền thì xong rồi. Phải chi nó là con thì tốt biết mấy ha. Má cứ nói vậy không à. Mà con nói thiệt, nếu như anh Đông ảnh lấy con á thì ba má con á cũng cho mấy miếng đất ở Long Xuyên để làm của hồi môn rồi. Ai dè duyên không có thành, buồn ghê luôn. Không biết con nhỏ đó nó dở thủ đoạn gì mà để cho thằng Đông á đòi sống đòi chết phải cưới nó cho bằng đó. Ngay từ đầu má đã nói là không được rồi, bây giờ còn thấy có sai đâu. Đúng là cá không ăn muối cá ương mà. Cái con đó có đẻ con được đâu, lâu lắc vậy mà không thấy bầu bí gì hết trơn á. Ờ, má nói con mới nhớ, lạ ghê vậy đó. Thường thường như người ta giờ này là đã có con ẵm con bồng rồi. Ôi má, hay là người độc quá cho nên không có đẻ chửi gì được. Ừ, có khi vậy thiệt á. Má với ba mày cũng tới tuổi rồi, cũng muốn có cháu nội để ẵm bồng nữa. Phải chi mà. Trời ơi, thôi đi má ơi, quan trọng là bây giờ lật lại tình thế kìa. Ở đó mà má cứ phải chi hoài. Chứ giờ biết sao giờ, dán đã đóng thuyền lâu rồi mà. Thì làm cho nó mục rồi gỡ dán ra đóng cái thuyền mới. Ờ ha, đúng rồi. Mà ba mày á, chắc ông không tha cho má cái vụ hôm đó đâu. Trời ơi, trời ơi, má đừng lo. Má lo chỉ cho má mệt vậy. Con thấy cái tánh ba chỉ được cái nói không à. Chứ mà hả, ba không dám bỏ má đâu. Má đừng sợ. Công nhận mày rành ba mày quá ha. Trời ơi. Nè má, nè má, má ăn đi má. Ừ, con ăn đi. À, dạ. Con nhớ thằng Đông lắm phải không? Hồi nãy thấy nó tội nghiệp quá chừng, sao con lạnh nhạt với nó làm chi vậy? Bộ nó có lỗi gì hả? Dạ má. Thiệt sao? Vậy là nó làm con buồn phải không? Dạ không, không có. Tại con thôi. Má nói con nghe, vợ chồng sống với nhau cả đời, chuyện gì bỏ qua được thì con cho qua luôn đi. Đừng có tối ngày nhớ lại rồi dằn vặt lẫn nhau. Con thương thằng Đông, thằng Đông thương con, vậy là đủ hạnh phúc rồi con à. Ngay cả khi người ta phản bội mình sao má? Con nói gì? Thằng Đông phản bội con sao? Dạ không. Mà con cũng không dám chắc. Có lẽ anh ấy chán người vợ quê mùa, tối ngày chỉ biết ru rú ở nhà như con. Cho nên Hiền ơi, con ơi, con nói tào lao cái gì vậy chứ? Nhưng mà Nếu thằng Đông nó phản bội con thiệt thì con với nó nên nói chuyện với nhau rõ ràng, chứ không được lẩn tránh, không hay đâu con à. Tại con không đủ tự tin nếu đó là sự thật. Nếu mất ảnh chắc con không sống nổi đâu má ơi. Trời, không sống nổi mà em đối xử với anh như vậy hả? Mà em nghĩ là anh sung sướng lắm sao? Dạ con xin phép má, tụi con ra ngoài nói chuyện chút. Ờ, hai đứa đi đi. Dạ. Anh buông tay em ra đi.
bỏ tay em ra đi. Bỏ ra đi mà. Anh không bỏ. Anh nắm tay vợ anh, chứ đâu phải nắm tay người khác đâu mà anh sợ. Anh... Được rồi, anh có chuyện gì thì nói đi. Em còn phải vô trỏng coi chừng má nữa. Anh chỉ nói một lần thôi, em hãy nghe cho rõ. Giữa anh và con Mén không có chuyện gì như em nghĩ đâu. Nếu như cô ta có đưa ra cái bằng chứng gì đó thì cũng hoàn toàn là gian dối hết, hoàn toàn là giả, em biết chưa? Vậy anh biết em đang nghĩ gì sao? Biết. Em nghĩ anh là thằng đàn ông phản bội, không đáng đem thương, không đáng đem lấy làm chồng chứ gì. Nhưng bằng chứng rành rành, không lẽ anh kêu em đừng tin là em không tin sao? Em không chịu tin anh đi tin người ngoài một cách khờ khạo như vậy. Anh là chồng của em, vợ chồng tin nhau mới sống lâu dài được chứ. Em cũng nghe anh nói rồi đó, cuộc đời này anh chỉ thương mỗi mình em, không bao giờ thay đổi. Em phải tin anh mới được chứ. Ngay cả khi có bằng chứng là tấm hình anh chụp với Mén ở trong phòng ngủ trên Sài Gòn sao? Anh cũng không biết cô ta chụp lén anh khi nào. Cô ta rất là bạo dạn, thích là nhào thẳng vô chỗ anh, mặc dù có bạn bè anh ở đó. Bây giờ em muốn anh phải làm gì em mới tin đây? Có đúng là anh không biết việc làm gì của cổ không? Sao em không chịu tin anh vậy? Anh cũng không có cách nào để giải thích cho em hơn. Em sẽ tin anh thêm lần này nữa. Anh sẽ không bao giờ để em phải nghi ngờ anh một lần nào nữa. Anh hứa đó. Lần này vậy anh phải giải dỗ lại con Như, cảnh cáo với con Mén, không thể để cho tụi nó đem hạnh phúc của chúng ta ra mà đùa giỡn như vậy được. Thôi, chuyện cũng qua rồi. Quan trọng là vợ chồng mình hiểu nhau thêm. Anh cho qua đi nha. Anh biết rồi. Hôm nay về nhà với anh luôn nha. Anh thấy má cũng đỡ nhiều rồi đó. Để em ở với má thêm hôm nay nữa, mai em về. Em không có chạy đâu mà anh sợ. Em tin anh rồi mà. À, vậy ngày mai anh qua trước em về nha. Nhớ chuẩn bị cho kỹ, đừng có căng thẳng nữa. Anh làm như rước dâu không bằng. Rước thiệt chứ giỡn đâu. Coi như lần này cũng là rước dâu đó nghe chưa. Chịu không hả cô dâu? Anh à, dạ. Má. Ừ, ăn đi con. Ba. Ừ. Ngày mai Úc Hiền về, con tính... Tưởng bỏ cái nhà này đi luôn rồi chứ. Chà, đi dữ quá ha. Má, bây giờ má muốn tụi con đi luôn phải không? Anh, dạ con xin lỗi má. Tại vì con muốn ở lại chăm sóc má con cho khỏe hẳn rồi con mới về. Con cũng có gọi điện xin phép ba rồi. Không coi lời má chồng, chút xíu khờ ram nào hết á. Trong mắt cô á, bộ cũng có bà má chồng này sao? Chị giỏi quá rồi mà. Chị kêu má làm gì vậy? Cô Như à, không phải vậy đâu. Tôi... Đi à. Anh làm như vậy để em nói chuyện với má cái. Anh... Anh Đông. Anh Đông. Đông. Con đi đâu vậy? Hả? Con chịu hết nổi cái nhà này rồi. Tụi con đi cho má khỏi chướng mắt. Con tính ngày mai mới đi, nhưng mà bây giờ con chịu hết nổi rồi. Con đi liền cho má vừa lòng. Anh. Trời ơi Đông à, nghe má nói nè, con đang giận quá rồi mất khôn đó. Thôi vô nhà đi con. Má.
trước mặt con mà má còn hạ hiếp vợ con như vậy. Nếu như không có con ở nhà thì con cỡ nào nữa. Bộ má không thấy là mình làm như vậy là quá đáng lắm rồi hả? Con vô nhà đi rồi nói chuyện, đừng có đứng ở đây nữa. Lỡ hàng xóm người ta nghe thấy là gia đình mình còn ra thể thống gì nữa. Má mà cũng sợ người ta nghe thấy nữa. Nếu như sợ thì má đừng có làm. Làm chi rồi sợ người ta nghe thấy? Anh à, sợ mất thể thống nữa. Anh đừng có như vậy nữa. Có gì bình tĩnh đi rồi vô nhà nói. Anh làm vậy là không phải với má nữa. Đó, con Hiền nói đúng á. Đi con, vô nhà đi con. Hi, bây giờ đã có anh ở nhà rồi, không việc gì em phải nhịn nữa. Nếu lần này mình không giải quyết cho dứt điểm thì sau này em không có lúc nào em được yên ổn đâu. Cứ để em phải chịu dằn vặt như vậy anh xót lắm, em biết không? Em biết mà. Thôi vô phòng nghỉ đi, có gì mình nói sao cũng được mà. Đi anh. Đi về phòng nghỉ đi con. Con Hiền nói đúng á. Về phòng nghỉ đi con. Đi con, về phòng đi con. Má. Ừ. Con mời má. Ừ. Ăn đi con. Dạ. Nè má, đời thiệt buồn nha tụi bay. Tưởng thằng con trai cưới vợ sớm để mình được nhờ, ai dè đến bây giờ thèm cái tiếng con nít kêu nội mà cũng không thấy. Má này thiệt tình á. Chắc là ảnh chỉ chưa muốn có con sớm chứ làm sao. Sợ cực khổ nè, sợ khỏi hú hí nè. Đời người ta có hàng ngàn lý do để không sinh con sớm đó má ơi. Mà biết đâu được, lỡ như giống ông bà mình nói, cây khô không lộc, gái độc không con, thì sao hả má? Mà cũng không chừng, có khi giống như là con nói á. Trời. Muốn đập vô mặt tôi á thì ra đây, chứ đừng có đập chén dĩa nha. Nếu có anh bên cạnh, cực khổ bao nhiêu em cũng chịu được. Em không quan tâm người khác nói gì hết. Nhưng cứ như bây giờ em mệt mỏi quá anh ơi. Đó, má thấy không, vợ chồng con điên điển cưới sao anh Đông, vậy mà bây giờ người ta đã có một thằng nhóc 3 tuổi rồi. Chứ như ai kia, do ăn ở thôi chị ơi. Người có ra gì đâu mà đòi được hưởng phước này phước kia. Thì bởi gieo nhân nào là gặp quả đó mà. Mà nè, chuyện của em với lại ông Thiện sao rồi? Bộ nín luôn rồi hả? Sao không nghe nhắc gì hết trơn vậy? Nhờ phước của ai đó. Thiệt là biết cách đối xử với em chồng nha. Phải làm người khác rầu thúi ruột thúi gan mới chịu kìa. Bởi vậy nên trời mới phạt đó. Hai cái con nhỏ này nhiều lời quá. Ai làm thì người đó tự biết. Sao tụi mày dư hơi quan tâm dữ vậy? Dì Tám ơi, dì Tám ở đây nè. Sao dì ngồi ở đây cho hanh dữ vậy? Biết không, mấy cái cây này nè nó gần khô hết rồi. Trước đây nó xanh dữ lắm. Trời độ này nắng dữ lắm,
cây khô cũng là chuyện thường mà. Người còn khô huống chi là cây. Ông có buồn không hả ông? Hồi xưa ngày nào ông cũng tưới cũng chăm, giờ thì nó cũng tàn như thân ông rồi. Dì Tám, dì kể chuyện đời dì cho con nghe đi. Chuyện xưa nghe rồi gió bay. Nghe làm chi? Con cũng mệt quá Tám à, không biết sức con còn chịu được bao nhiêu ngày nữa. Cả đời con cứ như vậy hoài hay sao Tám? Chờ đợi một người đàn ông. Còn người để mà chờ cũng là hạnh phúc rồi. Nhưng mà ngày này qua ngày khác, con cũng giống như cái bóng vậy đó Tám. Con chỉ việc thương anh Đông rồi chờ anh về. Việc ý nghĩa nhất trong cuộc đời con cũng chỉ có vậy thôi. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ rồi. Má chồng con kêu con là cây khô không lộc, gái độc không con. Hay do kiếp trước con sống ác quá nên kiếp này con chịu cực hết Tám? Cây khô, gái độc, tào lao ba lát. Con cũng mong lắm chứ, mong tiếng con nít bi bô nói cười, mong được ẵm mộng con của mình. Vậy mà sự đời tới đâu thì tới. Có người sinh đứa con khỏe mạnh không nuôi dưỡng, bỏ đi mất tâm mất tích cũng vậy thôi. Sao lại có người như vậy? Con có biết người đó không dì Tám? Lâu lắm rồi, không biết người có còn nhớ. Thôi, kể chi cho người khác đau lòng. Còn đứt ruột sanh ra, nếu phải bỏ nó mà đi, chắc người ta cũng phải có nỗi khổ tâm gì đó. Chắc người ta cũng ân hận lắm Tám mà. Vậy ngay từ đầu đừng có sanh chi cho thêm khổ. Để dì tô cho. Đây. Con thích màu nào? Con muốn tô màu này. Màu này hả? Rồi con tô đi. Của chị nhiêu tiền vậy em? Dạ của chị hết 35 ngàn. Ờ được rồi. Con tô góc này nè. Vậy tô đẹp quá. Cho chị gửi em. Cảm ơn chị. Đó đúng rồi đúng rồi. Tô như vậy nè. Đó. Có gì hiền á. Là quên má luôn hen. Ai kêu với má là đi học về rồi phụ má luôn mà. Sao giờ còn ngồi ở đó ta? Trời ơi, làm lơ với má luôn. Vậy á, về nhà dì Hiền ở luôn đi. Chịu không? Tô hình này nữa nè. Đó, mày thấy con tao chưa? Dạ. Thấy vậy á, chứ nó sáng dạ lắm á mày. Đây, dì trái mình tô tiếp nha. Bán tôi 1 ký đường 2 gói bột nêm coi. Dạ. Trời đất, có người rảnh quá cho nên ra đây ngồi chơi với con người ta kìa. Hèn chi đi chợ cả buổi không thấy về nhà, thì ra là trốn ở đây. Thôi dì về đây. Dạ. Không khác gì tới chơi với con nha. Con ngoan dì thương nha. Này nữa nè. Con người ta mà làm bộ thương chi không biết.
của cô nè, 35 ngàn. Cô nói xong á thì về luôn cho tôi nhờ. Tôi có làm gì đâu mà chị đuổi tôi hả? Để coi á, mai mốt tôi có thèm tới đây mua nữa không? Tùy cô. Chị Hai, về đi. Người ta đuổi tôi kìa, đứng đó làm chi nữa? Cho cô nói lại đó, tôi đuổi cái đồ chướng mắt là cô, chứ có phải đuổi bạn tôi đâu. Ờ, phải rồi. Tại tới đây lo con giùm cho chị kiếm tiền mà. Thích thì tự đẻ đi mà lo. Đi lo con ta chi vậy? Giả tạo thì ớn. Nè, cô ăn trúng cái gì mà ăn nói hàm hồ vậy hả? Điện, đi về. Không nghe thấy tôi nói hả? Nhân, anh Hai. Em nói năng với chị kiểu đó hả? Ai vậy em? Em có nói gì đâu. Anh Hai về nào vậy? Anh về từ lúc em kêu. Thích thì tự đẻ đi mà lo đó. Nhưng anh nói bao nhiêu lần rồi, em không hiểu hay là cố tình làm như vậy hả? Dạ sao anh Hai? Bọn em còn nhỏ tuổi lắm hả? Em đi hơn thua với người khác như vậy, bọn hay lắm hay sao? Em nhìn lại mình đi, bạn bè của em lập gia đình đàng hoàng hết rồi đó. Anh coi em hơn thua với ai rồi nói chứ. Cái con nhỏ, quên, cái chị Điển đó, ăn nói làm em bực. Anh ở đó mà đi bên người ta. Với lại tại bà Hiền, tại chị Hai chứ bộ. Ra đó chơi cả ngày chi? Em không có bạn bè, cho nên em không cần ai là đúng rồi. Còn người khác người ta có bạn, cho nên phải qua lại hỏi thăm nhau chứ. Không được sao? Ủa, Đông, con mới về hả? Gì mà làm như con đang gây với em vậy hả? Má, anh Hai ăn hiếp con. Anh em gì mà mới gặp nhau đã có chuyện rồi hả? Má, má nuông chiều nó quá. Bây giờ nó không còn biết trên dưới là gì nữa rồi. Con đang dạy nó cách cư xử và điều cơ bản đối với mọi người thôi. Nè, con làm gì anh Hai con để nó giận dữ vậy? Nói má nghe coi. Con có làm gì ảnh đâu. Lâu quá con không thấy chị Hiền đi chợ về. Con qua nhà Điên Điển coi thử. Thấy chị ở bển á, con chỉ kêu về nhà mà hơi lớn tiếng một chút thôi. Hết rồi hả? Dạ. Đông à, em nó có làm gì sai đâu mà con la nó. Má biết gì mà má nói. Nó chưa có kể hết đâu. Nó ăn nói hỗn hào đó. Nó nhỏ tuổi hơn người ta. Lầm em mà nó ăn nói như vậy đó. Em chỉ nói á, chị Hai muốn chơi với con nít á thì sanh một đứa mà nuôi. Không lẽ nói vậy là trật sao? Em thấy nói vậy có sai gì đâu. Sự thật nhiều khi dễ mất lòng mà. Cô im đi, đây là việc nhà của tôi, ai mượn cô? Em chỉ thấy tội cho cô Như thôi. Nói thiệt mà cũng bị la nữa. Hay ghê. Đông à, lần này con trật rồi. Mai mốt con suy xét lại rồi hãy nói. Đừng có la quan cho em con chứ. Nhưng mà thái độ, cách nói năng của nó quá trịch thượng. Nó, chứ không phải má đâu mà được quyền ăn nói như vậy. Hỡi có chút chuyện là kiếm chuyện với người ta. Ủa, ra đường nó phải có cái thế của nó chứ. Chỉ có con á, thích kiếm chuyện thôi. Nhưng mà má không muốn đòi coi với con nữa. Dù gì thì nó cũng là em của mình mà anh. Anh coi lại đi. Mà anh coi giùm luôn Út Hiền nữa. Hài lòng rồi ha. Hình như cô có sở thích chia rẽ anh em tụi nó thì phải. Hãy
Ủa má, sao má ngồi đây? Má phải giữ sức khỏe chứ. Chà, con lo cho má hay lo cho vợ con đây? Má đi guốc trong bụng con rồi đó. Dạ. Đông nè. Dạ. Má cũng có nói với con Hiền rồi đó. Tụi con coi làm sao chứ. Chắc nhà ở bển cũng đang mong có cháu nội để ấm bồng rồi, phải không? Dạ. Tại vì mấy năm nay con đi hoài cho nên. Ừ, má biết mà. Có đứa con, con Hiền ở nhà một mình cũng không thấy buồn. Mà thôi, má chỉ nói vậy thôi. Dạ má đừng có lo. Mai mốt con sanh một lúc mấy đứa rồi gửi hết cho bà ngoại. Lúc ừ. đó má tha hồ mà bận rộn luôn. Ừ. Chờ, má chỉ chờ có vậy thôi mà. Dạ. Dạ chú Chính. Cá không có bệnh gì hết. Nhìn đảo quá hả chú? Chắc tại trời thương. Kỳ này mà thắng lớn à, tôi lên lương hết cho mấy chú nghe. Dạ. Vậy là mùa này tôi có ấm bụng rồi. Ừ. Nè, lo mà làm tiếp đi. Không thôi tôi trừ bớt lương bây giờ đó nghe. Chú Chính sướng ha, có giàu ngoan hiền nhất cái xứ này á. Nhìn vợ chồng cậu Đông kìa, giống như mới cưới vậy trời. À, thấy tụi nó vậy cũng mừng hả. Anh chị giờ có thêm thằng cu. Chú Chính là người khoái nhất à ngang, phải không chú? Cái đó là chắc rồi. Biết đâu mai mốt á, cháu chú Chính theo nghề ông nội, làm bè cá này lớn hơn chừng. Em thích hai đứa mình á, cứ bên nhau như vậy suốt. Chứ mỗi lần anh xách túi đi á, em trở vô nhà thấy trống trải lắm. Giống như là cái hồn của em nó đi theo anh luôn vậy đó. Em nói gì mà nghe thấy ớn. Nhưng mà em biết không, mỗi lần mà nghe em nói như vậy anh thắt ruột lắm em biết không. Là vợ chồng bao nhiêu năm rồi, vậy mà cứ mỗi lần thấy em xếp quần áo chuẩn bị cho anh, y như rằng là anh không có muốn đi nữa. À, em có nhớ lần đầu tiên anh với em gặp nhau không? Trời ơi, lúc đó hả? Anh sợ đứng tim luôn á. Anh sợ em hả? Em nhớ không lầm là bữa đó mình làm anh hùng cứu mỹ nhân á. Nói xa rồi. Phải là mỹ nhân cứu anh hùng mới đúng. Anh hùng gì mà thấy rắn là đứng tim, mặt mày xanh lè xanh lét. Ê. Ê, không dám đâu. Tại vì hôm bữa đó anh bị bất ngờ thôi. Chứ bình thường hả, anh sợ cái gì. Chứ cỡ con rắn đó hả, nhầm nhò gì với anh. Mồi cũng bén lắm chứ bộ. Nói cho hay dữ đi. Mà em thấy đúng ra hả, em với anh á phải cảm ơn con rắn đó đó. Nói nghe nè. Nóng quá, ông ngoại có nước gì mát lấy cho anh uống cái coi. À quên, anh uống nước dừa nha. Em để lạnh rồi. Hử?
nữa. Ảnh đi thì thôi, về tới nhà là trước sau gì con cũng bị la hết trơn á. Dễ biết tại ai quá mà. Anh hai á, riết là đâu có coi con là em gái nữa đâu. Đúng đó má, con cũng thấy anh Đông kỳ quá à. Con Như nó có làm gì sai đâu mà cứ gặp là la nó tối ngày hả? Thôi, kệ nó đi. Thiệt tới giờ không biết nó sáng mắt chưa nữa. Lựa vợ kiểu gì mà không biết sanh đẻ. 3-4 năm rồi chứ ít sao. Con cái là của trời cho, không có đức cho nên mới bị điếc vậy á má. Bây giờ má có nóng ruột thì cũng vô ích thôi. À, câu này hay nè. Người thất đức mới bị điếc. Má nghĩ coi, cưới nhau mấy năm trời không thấy đẻ con gì hết á, không phải là tao dòng giống nhà mình rồi hay sao? Hai đứa nói vậy là má lo quá chừng. Không lẽ cái xui nó lựa cái nhà này nó chui vô sao? Má nè, nếu như mà cuối năm nay á, nếu như không thấy bà Hiền có bầu á, má lấy cái cớ đó đi cưới vợ khác cho anh hai đi. Em nói vậy mà không sợ người ta trách mình hả Như? Cưới vợ khác chi cho phiền phức vậy má? Kêu người đẻ mướn là được rồi. Kêu người đẻ mướn? Trời ơi, chị á nha, cũng ít ác ghê á, còn hơn em nữa. Bậy à. Tóm lại để tụi nó cứ thử, để má chờ thêm một năm nữa coi sao. Cưới vợ khác cũng được, đẻ mướn cũng được, má còn có thể làm mạnh hơn vậy nữa kìa. Quên đi. Má còn đâu rồi Khoa? Hả? Má còn đâu rồi? Ủa? Sao con khóc? Trời. Điển ơi. Ủa, Út Hiền. Vô vô con, vô nhà chơi. Vô. Rồi. Con lại đây. Lại đây. Xuống, ngồi lên nha. Coi chừng té nha. Rồi. Đây đây. Lần trước chị đi ngang, hôm nay mới vô đây ngoan. Thấy tiệm khang trang và nhiều hàng hơn lúc trước. Đúng không Điển Điển? Ông xã em mới nới ra thêm một chút để chứa nhiều hàng đó anh. Bởi vậy mới có chỗ để. Coi bộ việc buôn bán của hai người cũng khấm khá quá ha. Nhờ trời tụi em cũng tạm đủ ăn. Mẹo mẹo mẹo. Khoa, để má nói chuyện chút coi. Thằng nhỏ tái má suốt ngày à. Thằng nhỏ thấy ghét thiệt á. Công nhận thằng nhỏ ngoan ghê đó ha. Lớn nhanh ghê. Người ngoài nhìn vô thấy nhanh, chứ có nuôi con mới biết, lâu lớn thấy mồ luôn á. Anh Đông uống nước đi. Này dì biểu coi. Ây dạ. Chưa gặp ông nổi nha. Trời nặng quá. Cô đi khám thai hay là làm gì vậy? Dạ em. Phụ nữ mình sao mà cực xác quá trời. Tôi đi khám đứa này coi coi nó có khỏe không. Thì cứ nghĩ tới nó là tôi thương đứt ruột. Đứa thứ mấy rồi chị? Đây là đứa thứ hai. Đời tôi trớ trêu lắm. Vô phước vớ phải thằng chồng chẳng thương yêu gì mình. Sanh được đứa con gái rồi, lần này mà đứa con gái nữa chắc ổng bỏ tôi luôn. Em nghĩ chắc là nói vậy thôi, chứ đâu có người nào nỡ bỏ con mình đâu chị. Nhìn cô chắc chưa trải chuyện đời nên chưa biết. Cô coi con bé đằng kia kìa. Đó, con bé tóc vàng đó. Hồi nãy á, tôi nghe má nó than khổ, mà đúng là khổ thiệt.
Nó bỏ thai lần thứ hai rồi đó. Kỳ trước mới cách đây có 6 tháng à. Tuổi trẻ giờ chẳng biết nó sao nữa. Có người mong ngóng đứa con không được, còn nó thì bỏ đi hai mạng người rồi. Thiệt là. Ai là Nguyễn Thanh Hiền? Dạ tôi đây. Mời chị vô nhận kết quả. Cô có phải là Thanh Hiền không? Cô ngồi đi. Qua kết quả kiểm tra của cô, không có gì bất thường hết. Cô cứ yên tâm ha. Dạ. Nhưng mà vợ chồng con lấy nhau đã 4 năm rồi, nhưng mà tới giờ vẫn Vậy là chồng cô đã đi kiểm tra lần nào chưa? Ảnh là thủy thủ nên sức khỏe chắc là cũng bình thường. Không, cô hiểu sai vấn đề rồi. Người có sức khỏe tốt chưa chắc sức khỏe sinh sản không có vấn đề. Tôi chỉ nói trong trường hợp không may thôi, cô vẫn nên khuyên anh ta đi kiểm tra thì tốt hơn. Dạ, cái này nếu mà kêu anh đi kiểm tra thì cũng hơi khó. Tôi hiểu, nhưng bệnh này có đặc thù rất khác, không thể chỉ căn cứ trên những biểu hiện chung chung mà phán đoán được. Cô nhất định phải vận động chồng đi khám, vậy mới tìm ra chính xác nguyên nhân hiếm muộn mới chữa trị được. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vậy ha, chúc vợ chồng cô mau có tin vui. Dạ, cảm ơn. Mời người tiếp theo. Dạ. Kết quả sao rồi cô? Dạ, bình thường chị. À, còn chờ gì nữa, về nhà đợi tin vui đi. Dạ, cảm ơn. Mời người tiếp theo. Con coi, bà đâu có nghĩ là hoành tráng như vậy. Bây giờ hết một dãy bè này á đều là của nhà mình cả. Bà thấy vui quá con ơi. Bà đã đổ tâm huyết cả đời vô nuôi cá bè, bà có rộng hơn nữa cũng xứng đáng rồi ba. Bà gây dựng tương lai như vậy á thì cũng chỉ để cho con cháu thôi. Mai mốt á, con không có đi biển hay là không muốn làm công ty vận tải biển thì con về đây làm bè cá cho ba. Ba, vậy thì ba phải còn đợi con lâu lắm đó. Con định đi biển tới già lận. Nè, đừng có nói trước điều gì hết nghe. Con đi chỉ còn vài năm nữa thì tự dưng con muốn trở về làm bè cá với ba không chừng à. Dạ, ba nói cũng có lý, tính con cũng hay bốc đồng mà. Giờ ba già rồi. Dạ. Chỉ mong tụi bay khôn lớn lên người rồi ba cái gì cũng an lòng hết. Nè, phải có đứa cháu để cho ba ẩm bồng mới thỏa mãn nè nghe. Dạ. Tụi con cũng mong lắm đó chứ ba. Em nè, đến chở má qua dĩ Út cũng được mà. Em chạy xe cả chục cây số chắc mệt lắm đúng không? Tại vì em ít có dịp đi với má, mà mấy năm nay em cũng không có gặp dì Út. Hồi nhỏ dì thương em lắm. Đúng là lấy anh rồi, anh thấy em không có chút tự do nào hết. Nhìn em mệt mỏi như vậy, hay là em đang giấu anh một mình suy nghĩ chuyện gì đúng không?
Không có, tại em hơi buồn ngủ xíu thôi. Hay là để anh đi xe sinh tố cho em uống nha. Uống một ly vô có xê là hết mệt liền à. Em không có sao thiệt mà. Anh ngồi đây đi, em có chuyện muốn nói với anh chút. Sao? Tự nhiên có chuyện gì mà làm mặt nghiêm trọng dữ vậy? Tự nhiên làm cho anh cảm thấy hồi hộp ghê á. Anh thu xếp thời gian rảnh rồi đi khám sức khỏe với em nha. Em sao vậy? Sức khỏe của anh bình thường nè, còn ngon lành lắm. Với lại công ty vẫn khám sức khỏe cho tụi anh bình thường, thường xuyên luôn á. Không phải như vậy đâu. Ý của em á là sức khỏe để sinh con. Cái gì? Sao? Mà sao tự nhiên phải đi kiểm tra? Ủa? Bộ anh có gì không bình thường hả? Không phải đâu. Bây giờ mình chưa kiểm tra thì mình đâu có biết cái gì. Anh đừng có lo lắng cái gì hết á. Mình cứ coi như là kiểm tra sức khỏe bình thường thôi. Thiệt mà, công ty của anh vẫn kiểm tra sức khỏe định kỳ đó thôi. Nhưng mà em đã nói cái này á là kiểm tra khác á. Thôi được rồi. Anh muốn suy nghĩ thêm một chút xíu nữa có được không? Dạ, không sao đâu. Anh cứ suy nghĩ cho thiệt kỹ đi. Tại vì em thấy á, bà má mong mình có con quá. Con nói lại cho má nghe coi, nói cho rành mạch đó. Con nghe rõ ràng từ đầu tới cuối á. Bà Hiền nói anh hai vô sinh đó má. Thiệt, muốn nhịn cũng không có cách nào nhịn được mà. Anh nói cái lần đó vui. Vui anh luôn. Ha. Thêm. Ủa má, có chuyện gì vậy má? Dạ má kêu con. Ủa, má, má làm cái gì vậy? Sao mày dám nói con tao vô sinh hả? Má, trời ơi, ai nói với má vậy? Dạ không phải đâu má, ai nói với má, má hiểu lầm ý con rồi. Tao nghe hết rồi. Trời ơi, má nghe hồi nào mà má nói như vậy? Tụi con nói chuyện trong phòng làm sao má biết? Bảo Hiền có bao giờ nói nó con vô sinh mà má nói như vậy? Con không cần phải binh nữa. Con Nhân nó mới qua nói với má nè, con Hiền đổ thừa con vô sinh đó. Nó bắt con đi khám phải không? Thứ vợ vậy con cũng chịu đựng được sao? Con có phải là đàn ông nữa không? Má, cô Như, mày vô đây. Như, nè. Chị hai của em nói anh vô sinh hồi nào? Học đâu ra cái thói đặt điều dữ chuyện như vậy hả? Thì hồi nãy đó, em đi qua tình cờ nghe chị hai kêu anh đi khám bệnh, nên em tưởng. Em không biết cái gì hết mà nói tầm bậy tầm bạ. Khi nào em mới bỏ được cái thói lanh chanh hồ đồ đó hả? Em chỉ... Má, con Như nó cư xử bậy bạ như vậy thì thôi, sao luôn má cũng vậy vậy? Út Hiền kêu tụi con đi khám tổng quát để coi sức khỏe như thế nào rồi sinh con, chứ cổ có nói gì tới chuyện con vô sinh đâu. Vậy hả? Vậy thì thôi, không sao. Còn con nữa, về phòng con đi. Cái tật lanh chanh nhiều chuyện à. Dạ. Má. Cái gì? Tự nhiên má xông xông vô phòng rồi tát vợ con, rồi bây giờ nó không có gì thì thôi là sao? Má làm như vậy mà má có được hả? Chuyện vô lý quá trời luôn. Thì má... Dạ không sao đâu má. Thôi anh, em không sao mà. Má hiểu lầm thì thôi, má về phòng nghỉ đi. Thì thôi, con suy nghĩ đặt để chuyện đó làm gì. Nghỉ đi con.
con này về nó chết với tôi, đập nó một trận mới được á. Em, anh không sao đâu anh. Cuối cùng thì mình cũng đã có chỗ để đi về. Lo lắng hả? Không có.